Và thưa quý vị, cuộc vui nào thì cũng phải có lúc kết thúc, và dù thắng hay thua thì những cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta, điều mà họ đạt được đó chính là kinh nghiệm, là tư liệu vô cùng quý báu để những nhà quản lý bóng đá có thể có sự mổ xẻ sâu sắc để nhằm hoạch định những tiềm năng phát triển của bóng đá nước nhà. Và bởi tất cả chúng ta đều mong đợi kỳ tích của các tuyển thủ U23 không chỉ là một ngọn nến lóe lên rồi vụt tắt, mà sẽ thắp lên một ngọn đuốc giúp bóng đá Việt Nam có thể gặt hái được nhiều thành công hơn trong tương lai. Và xin được giới thiệu có mặt tại trường quay lúc này là bình luận viên bóng đá nổi tiếng Vũ Quang Huy, một trong những chuyên gia bóng đá và cũng là người gắn bó với bóng đá trong suốt hàng chục năm qua. Và ông là người đã chứng kiến những thăng trầm, những khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Xin cảm ơn nhà báo đã tham dự chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào khán giả xem chương trình Chào Buổi Tối. Tôi vẫn còn đang rất nhiều cảm xúc sau khi vừa tường thuật xong trận chung kết. Một trận đấu mà chúng ta không thể vô địch nhưng mà cũng đọng lại nhiều cảm xúc, và phải nói là thua nhưng mà cũng không thể nói là mình buồn được, bởi vì vẫn tự hào về tinh thần của cầu thủ. Vâng, cảm xúc lớn nhất chi phối bây giờ lúc này của anh là gì? Buồn hay là vui ạ? Nói chung là cũng có một chút buồn, nhưng mà cảm giác tự hào nhiều hơn. Buồn bởi vì chúng ta cũng đã đến rất sát cái chấm phạt đền rồi, còn vài giây nữa là có thể đá luân lưu, nhưng mà cuối cùng cầu thủ vào xe người của họ lại ghi bàn thắng gần như là bàn thắng vàng. Thế thì chúng ta không thể vô địch được, nhưng mà vẫn thấy tự hào với tinh thần quả cảm. Rất nhiều cầu thủ chúng ta ngày hôm nay mới biết tuyết là gì. Tức là một cái điều kiện nó rất khác với người Việt Nam, và bản thân chúng ta chỉ cần chúng ta đi làm hay là sinh hoạt trong cái điều kiện thời tiết đấy cũng đã khó chịu lắm rồi, mà lại còn phải đá bóng. Nhưng mà toàn đội đã chơi quả cảm, chơi quật cường, và đến những giây cuối cùng thì vẫn đá rất có đường nét. Chúng ta chỉ thua đúng hai cái tình huống là đều là phạt góc, thì rõ ràng đội bạn to cao khỏe hơn, thành ra là chịu. Chứ còn đâu về mặt tổ chức lối chơi là rất là đĩnh đạc, rất hiện đại và không có gì lép vế cả. Vâng, rất là tuyệt vời. Chúng ta đã xem một màn trình diễn ngoạn mục đúng không ạ? Nhìn lại hành trình suốt từ đầu giải đến giờ của đội tuyển U23 Việt Nam thì anh có nhận định như thế nào về lớp thế hệ cầu thủ trẻ này ạ? Có thể nói đây là một thế hệ làm cho chúng ta rất là tự hào. Chưa bao giờ có một thế hệ cầu thủ Việt Nam nào thi đấu với một nền thể lực sung mãn, chơi bản lĩnh và có được sự tập trung nhất quán trong chiến thuật đến như thế. Thì tôi nghĩ rằng là công đầu thuộc với huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông là người cũng đã tạo nên một cái nền thể lực rất là tốt. Chúng ta biết là bóng đá Hàn Quốc thì mạnh về thể lực, và những cái gì tinh túy nhất về thể lực của Hàn Quốc thì ông Park Hang-seo và hai người trợ lý đồng hương đã mang sang áp dụng cho U23. Bên cạnh đó là những cái sự khích tướng, những cái khích lệ tinh thần rất là tốt. Ông ấy như là người cha và đội bóng như là một đại gia đình ấy. Thế rồi ai có chuyện gì thì ông trực tiếp gặp, rồi là thăm hỏi, rồi là trong các trận đấu thì ai không được vào sân thì ông cũng động viên riêng. Bản thân ở cái khu nhà chuyên gia của VFF thì ông Park Hang-seo có một cái chế độ có người nấu bếp riêng, nhưng ông luôn luôn chọn giải pháp là hai vợ chồng ông ra bếp ăn của liên đoàn để dùng bữa với mọi người. Tức là một cái không khí rất là thân mật được ông tạo ra, và thực ra chúng ta cũng đang thừa hưởng những cái có thể nói là thành quả của cái việc mà chúng ta đào tạo trẻ tốt ra ở đây. Đầu tiên là Lò Hoàng Anh Gia Lai, sau đó là một loạt những trung tâm như là Vietten, như là Hà Nội TVT, rồi làm những cái nơi khác nữa thì PVF Sông Lam Nghệ An, thì làm nên một cái tập thể rất là mạnh. Có thể nói là tôi đã tiếp xúc với nhiều tuyển thủ trước đây và họ nói rằng chưa bao giờ chúng ta có một lứa cầu thủ thế này, và cái việc làm sao đấy để cái lứa này tiếp tục phát triển đúng với cả những gì mà họ mong muốn là điều chúng ta nên làm vào lúc này. Và cũng từ U23 thì mình đến lúc này chúng ta đã chính thức rút ra được một cái phong cách gọi là phong cách chơi Việt Nam. Trước đây bao nhiêu năm loay hoay rằng là Việt Nam phải đá thế nào và đâu là phong cách bóng đá Việt Nam, thì đây chính là cái trường hợp của U23. Nói chung là sau giải chúng ta còn có rất nhiều cái để bình luận, những điều thú vị, những bài học rút ra từ giải này, và thậm chí nó không chỉ dừng lại ở lĩnh vực bóng đá mà còn trong cả xã hội nữa, rằng là chúng ta nếu mà quyết tâm, nếu mà nung nấu một cái điều gì đấy thì chúng ta sẽ có thể làm được. Một chiến thắng của chúng ta là mang ý nghĩa lịch sử, bởi vì chúng ta đã tìm ra được hướng đi cho bóng đá cũng như là giải quyết cách thức để giải quyết nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, đúng không ạ? Vậy thì trong lứa tuyển thủ U23 Việt Nam thì anh có ấn tượng với cầu thủ nào nhất? Nói chung trong tất cả những trận đấu quan trọng thì tất cả đều xứng đáng được điểm 10, phải nói như thế. Nhưng mà nổi bật vẫn là Bùi Tiến Dũng thủ môn và Quang Hải. Bùi Tiến Dũng thì đã giúp cho Việt Nam hai lần chiến thắng trên sân phạt đền. Đấy, và ngày hôm nay anh về cơ bản cũng có một trận đấu hoàn hảo. Hai cú dứt điểm thua thì quá khó. Chứ còn trong một cái điều kiện rất khó khăn với các thủ môn, tức là bị mưa tuyết, sân trơn bóng ướt và bị ép nhiều, Tiến Dũng vẫn đứng vững và có những pha cứu thua trông thấy. Thế còn ở phía trên thì Quang Hải, đến ngày hôm nay chúng ta thua nhưng mà Quang Hải vẫn có một tuyệt phẩm, ghi 5 bàn thắng ở giải đấu lần này, và thực sự là anh có những cái gợi lên bóng dáng của Lionel Messi.
Và với rất nhiều người thì Việt Nam chưa từng có ai mà có một cái phong thái và một cái kiểu thi đấu mà đạt đẳng cấp quốc tế như Quang Hải. Đấy là hai trường hợp tôi nghĩ là nổi bật. Tất nhiên là các em vẫn trong độ tuổi có thể phát triển, và bóng đá thì không nói trước điều gì được. Từ giờ đến lúc trưởng thành còn 5-7 năm nữa thì có thể đến lúc đấy lại có ai vươn lên mạnh mẽ hơn. Và chúng ta cũng rất hy vọng cái lứa này, nếu mà vươn sẽ là một cái vươn đều để mà tạo nên một đội tuyển mạnh sau này. Chắc chắn là thành công của đội tuyển U23 Việt Nam ngày hôm nay thì không phải là từ trên trời rơi xuống. Vậy thì anh có thể cho biết là ý nghĩa của việc đào tạo các cầu thủ trẻ đối với bóng đá Việt Nam? Vâng, bóng đá thì bao giờ cũng cần cầu thủ trẻ. Nó không chỉ là cái nguồn cầu thủ giúp cho mình không mất tiền đi mua những cầu thủ khác đắt tiền, tức là đào tạo tại chỗ bao giờ cũng là cách rẻ nhất, mà nó còn thực sự là cái lực đẩy của các câu lạc bộ. Chúng ta biết là các câu lạc bộ châu Âu giàu có đến như thế, nhưng lúc nào cũng phải có trong đội hình những cầu thủ bản địa, tức là nó mang lại màu cờ sắc áo cho câu lạc bộ, mang lại bản sắc, mang lại hồn cốt của câu lạc bộ, và là những người kéo những fan ruột đến sân, thì cần phải có những cầu thủ như thế. Thực ra bóng đá Việt Nam thì cũng đã có một thời gian mình gọi là bị bão tiền, tức là nâng giá cầu thủ lên quá cao để mà mua của nhau, câu móc của nhau. Nhưng mà cách đây khoảng 5-7 năm thì là các đội bóng cũng đã có một cái nhận thức, nhân cái dịp mà kinh tế khó khăn thì họ tự thấy là cái việc đào tạo tại chỗ nó là cái cách làm rẻ, và đồng thời là đấy là cái cách rất là thiết thực. Và cái công đầu tôi cho rằng thuộc về Hoàng Anh Gia Lai, là cái nơi mà mở cái lò đào tạo hợp tác với Arsenal, để rồi Hoàng Anh Gia Lai có thể thành tích chưa tốt ở đấu trường trong nước, nhưng trận đấu nào có họ khán giả cũng đến chật sân, thì các đội khác người ta cũng thấy một cái điều là thành tích chưa đến, nhưng mà rõ ràng cái cảm hứng nó mang lại nó là bất tận như vậy, thì mình cũng nên đào tạo. Và sau đấy một loạt những nơi đã mở lò đào tạo, và đến bây giờ thì chúng ta có một dàn cầu thủ trẻ rất là tốt. Có thể nói bóng đá trưởng thành của Việt Nam thì còn nhiều vấn đề, nhưng bóng đá trẻ chúng ta đang làm quá tốt. U20 đã từng dự sân chơi World Cup, và U23 thì cũng đã vào đến chung kết của giải châu Á, thì quá tuyệt vời. Thưa bình luận viên, tôi có thể hỏi một câu rất là ngắn, anh có thể trả lời là làm thế nào để bóng đá Việt Nam có thể tiếp tục đi lên trong thời gian tới, làm thế nào để thành công một đội tuyển không chỉ dừng lại trong ngày hôm nay? Với tôi nhá, những cái gì mà tôi đã gắn bó bóng đá và tôi nói ở đây chỉ là thiết thực thôi. Tất nhiên để làm gì thì làm quá nhiều điều, nhưng mà với Việt Nam duy nhất là trong sạch V-League. Chúng ta đang có một lứa cầu thủ tốt, và lứa này để phát triển thì V-League nó phải là một môi trường thực chiến và trong lành. Chứ còn những năm gần đây nói thật là V-League của chúng ta vẫn lộn ngổn lắm, như phó thủ tướng Quốc Nam nói là chưa đẹp đâu, và nhiều trận đấu nó theo kiểu một mất 10 ngờ, nhiều cái kết quả như là được biết trước, thì nó cần phải trở thành một môi trường rèn luyện thực chiến và trong lành, thì cầu thủ trẻ cái lứa này sẽ bám theo V-League mà phát triển lên và đúng với tầm vóc của họ. Thì tôi nói rằng là cái về mặt thiết thực chỉ cần thế thôi, chứ chưa cần, không cần nói rộng hơn nữa. Vâng, một lần nữa cảm ơn bình luận viên Quang Huy đã tới với trường quay của Chào Buổi Tối. Và thưa quý vị, đúng như là bình luận viên Quang Huy có đề cập tới, để bóng đá Việt Nam có thể phát triển hơn trong tương lai, để thành công của ngày hôm nay không chỉ dừng lại chỉ như là một ánh đèn lóe sáng rồi vụt tắt, thì một điều quan trọng đó là chúng ta cần phải làm trong sạch V-League, đúng không ạ? Và chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam ở tại giải này thì cũng cho thấy những cái bước ngoặt của bóng đá Việt Nam, và hy vọng rằng đây sẽ là một cú hích để cho bóng đá Việt Nam nói riêng cũng như là thể thao Việt Nam phát triển.